sẽ review về ngành của mình đang học tại trường Đại học Văn Lang, đó chính là ngành công nghệ sinh học y dược. Nghe lạ ha, vì đây là ngành mới của trường và khóa K26 tụi mình là khóa đầu tiên của ngành luôn. Nhiều bạn hỏi mình là ngành công nghệ sinh học y dược thì khác gì với lại công nghệ sinh học, thì công nghệ sinh học y dược sẽ học chuyên sâu hơn về mảng y dược, thì mình sẽ học về gen nè, về các liệu pháp sinh học ứng dụng trong việc điều trị bệnh. Và sau khi ra trường, các bạn có thể làm việc tại các phòng xét nghiệm của bệnh viện hay là các viện nghiên cứu với nhiều vai trò khác nhau. Đầu năm vào thì các bạn sẽ được thầy cô mở cho những cái buổi gặp gỡ doanh nghiệp như thế này để giúp định hướng công việc sau này tốt hơn. Trời ơi, toàn là những kinh nghiệm quý giá không đó, và rất là khó để họ sắp xếp được thời gian đến với chúng ta, cho nên là đừng có bỏ lỡ nha. Năm nhất thì mình sẽ học những cái môn như là hóa đại cương, sinh đại cương, nghe rùng rợn vậy thôi, chứ học xong á thì được cô chỉ cho làm mấy cái thí nghiệm nhỏ nhỏ tại lớp vậy nè. Thầy cô ở đây á phải nói là dễ thương khỏi phải bàn luôn. Ngoài ra thì mình còn được thực hành ở dưới phòng lab siêu xịn sò của trường luôn nha. Thiết bị dụng cụ ở đây phải nói là siêu mới, siêu hiện đại luôn. Phòng học thì mình rất là thoáng mát. Lúc này tụi mình đang tập soi kính hiển vi nè mọi người. Trời ơi, lúc đầu cũng chưa quen hả, soi hoài không có ra luôn. Nhưng mà từ từ có được cô với lại mấy anh chị khóa trên hướng dẫn á, thì cũng soi ra được mấy em thú vị lắm nè. Học ở Văn Lang thì đúng kiểu là vừa học vừa chơi, không đánh rơi tụi trẻ luôn á. Ai nói dân sinh học tụi tôi là cô khang suốt ngày chỉ biết chơi với cây với cỏ là sai rồi nha. Năm nào á thì khoa cũng tổ chức những cái chương trình văn nghệ và các bạn tham gia rất là đông. Các bạn hát hay nhảy giỏi, không có thua kém như các bạn khoa khác đâu nha. Khi tôi nói tôi học thẩm mỹ xã hội nghĩ, bạn bè nghĩ, chị cam kết với mấy em tránh nhất trường luôn nha, tránh nhất trường luôn. Gia đình nghĩ, nay em sẽ bán son phấn, hôm nay con sẽ bán son phấn đây. Thực tế là học online, thực hành, tập huấn, ai cũng có khó khăn và tôi cũng không ngoại lệ. Hello mọi người, mình tên là Thanh Thảo, hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Văn Lang, ngành công nghệ sinh học y dược, và chuyên ngành của mình học là thẩm mỹ. Cái khó khăn lớn nhất khi mà mình vô học cái ngành này á, là đây là một cái ngành mới của trường mình mới mở ra đây thôi, thì mình không có quá nhiều thông tin để mà có thể tìm hiểu về ngành của mình. Khi mà vô học á, mình luôn thắc mắc trong đầu là câu hỏi việc làm khi mà ra học cái ngành này, ra trường thì sẽ như thế nào, khi mà ra trường thì mình có thể làm ở những cái vị trí nào. Thì cũng may mình gặp rất là nhiều thầy cô nhiệt tình, luôn giải đáp những cái thắc mắc mà mình đưa ra. Những anh chị sinh viên rất là hòa đồng, nhiệt tình, luôn giúp đỡ mình trong mọi cái khi mình bước chân vô môi trường đại học. Thì mình nghĩ bước đầu không có ai mà không gặp những cái khó khăn hết, nhưng đừng có vì những cái khó khăn của mình mà mình từ bỏ đi cái sự yêu thích, cái niềm đam mê của mình. Nên là mấy bạn nào mà có yêu thích về làm đẹp thì mấy bạn có thể tìm hiểu ngành của mình thông qua bay của trường mình nha.